teachers, parents, and students. I know you're thinking, here comes another speech, aren't you? Now, we've already known how good our school is. We've already known how qualified and professional our teachers are. I am here in my very last year-end ceremony to appreciate the effort. Thank you, teachers, for being so tolerant of us. We sometimes turn out to be so lazy that we kept asking them to postpone our deadlines to forever. And we sometimes turn out to be so silly that we forgot a formula that's just been explained 5 minutes ago. We sometimes turn out to be so nasty that they have to upgrade their patience to a new level. But we never imagined that one day we might not be able to be as silly, as lazy, or nasty as we are here. We've just realized that from now on, we have to enter the adulthood. And thank you, teachers, for being a very important part of our youth. You contributed to the development of our personalities, and we are always more than proud and lucky to have you as our teachers during this important stage of life. Again, we sincerely appreciate everything you've done for us. Lúc mà trường chọn em để phát biểu trong cái buổi lễ bế giảng ngày hôm nay á, thật sự là em cũng không biết là mình nên nói gì. Không phải là không có gì để nói, mà là không có quá nhiều điều để kể. Có thể là đối với các em khối dưới, các em khối 11, các em khối 9 á, thì cái lễ bế giảng này nó cũng chỉ là một cái lễ bế giảng bình thường như cái ba buổi lễ bế giảng khác mà các em đã, đang và có thể sẽ dự được thôi. Còn đối với em và các bạn đứng ở đây á, thì đây là cái cơ hội. Chắc là sau này tụi em sẽ không còn cái cơ hội để mà tham dự một cái buổi lễ bế giảng nào như thế này với tư cách là những cái cô học cậu học trò nữa rồi. Chúng em có buồn không? Chắc chắn là có chứ đúng không? Nhưng mà chúng em sẽ không thể nào nói ra được cái lời chia tay nếu như mà chúng em chưa có bày tỏ hết được cái tấm lòng của mình tới tất cả mọi người ngồi ở đây cũng như là với môi trường này. Em xin thay mặt cho các bạn đứng ở đây, các bạn học sinh ngồi ở dưới gửi đến lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất từ tận đáy lòng mình. Cảm ơn bố mẹ đã nuôi nấng và dưỡng dục. Cảm ơn thầy cô đã dạy dỗ và yêu thương. Cảm ơn bạn bè đã gặp đỡ và đồng hành. Cảm ơn những tiết học ở trên lớp như là ngủ gà ngủ gật, rồi những cái bài kiểm tra ôn mãi không xong, và cả những cái kỳ thi vắt chân lên cổ mà chạy như đi chạy bao cuối. Cảm ơn những chuyến đi Đà Lạt, Bến Tre, Phan Thiết, Cần Thơ. Cảm ơn những số over radio của các bạn Sương Council, những event Halloween, event Tết, prom và cả những ngày bánh đồ ở hội xuân chạy rôn chạy đáo. Cảm ơn các cô bảo mẫu ở nhà ăn lúc nào cũng dục là tụi con thêm đi. Rồi cảm ơn các chú bảo vệ luôn luôn chào đón tụi con khi tụi con tới trường. Và còn rất nhiều điều nhỏ xíu đáng yêu khác như vậy nữa. Chú con thật lòng rất muốn cảm ơn tất cả mọi người ở đây, từ các thầy cô giáo ban giám hiệu, các thầy cô giáo dạy tụi con, các thầy giám thị, các cô giáo vụ, các cô bảo mẫu, các chú bảo vệ, các chú bảo trì, các chú tài xế lái xe nữa. Và chúng con cũng rất là cảm ơn những cái ký ức, những cái kỷ niệm mà chúng con đã cùng nhau tạo ra và cùng nhau trải nghiệm ở cái địa chỉ 594 3 tháng 2 này. Một lần nữa cho tụi con xin chân thành cảm ơn mọi người, và con có một vài lời gửi đến các bạn khối 12 ở đây là chúc cho tất cả mọi người sẽ được vào được môi trường đại học mà mình mong muốn. Chúc cho mọi người sẽ thành công trong sự nghiệp của mình sau này. Và cuối cùng quan trọng nhất là chúc cho tất cả chúng ta có một cuộc đời thật là bình an và hạnh phúc. Mọi người ơi, như tụi con, các bạn học sinh lớp 12 nè, giống như những cái cây lúa non vốn dĩ thì nó mọc thẳng, nhưng mà khi nó nặng trĩu hạt á thì nó sẽ cúi khom người khiêm nhường tri ân mẹ thiên nhiên. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau cúi khom nhường một lần nữa, cúi đầu để thể hiện cái lòng biết ơn và cái sự kính trọng cũng như cái sự tri ân của tụi con đối với các thầy cô cũng như toàn thể quý vị phụ huynh ở đây.